Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào quý vị thiền hữu tri thức A Di Đà Phật. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày 8 tháng 3 2020, ngày quốc tế phụ nữ. Con dù là một người tu xuất gia, lìa bỏ gia đình, nhưng cũng có mẹ, cũng có chị. Nhìn về cuộc đời của Đức Thế Tôn, cũng trước đó cũng có một người mẹ, nhiều hơn là một người mẹ, có một người mẹ kế và nữa là cũng có vợ. Nhưng ngày đặc biệt này, con có những điều cảm nhận và chia sẻ về cái ngày của người phụ nữ. Khi nào một người con gái trở thành một người phụ nữ? Khi người ấy trở thành vợ và trở thành mẹ. Cái vai trò thiêng liêng đó, nó xứng đáng được nhận ra bởi cả nhân loại. Cho nên mới có cái ngày đặc biệt được gọi là ngày quốc tế phụ nữ. Thứ nhất, nói về tình thương, công lao và vai trò thiêng liêng cao cả của người mẹ. Kính thưa quý vị, Thomas Alva Edison là một nhà phát minh nổi tiếng thế giới. Khi còn bé thơ, tiểu học, thầy giáo của Thomas Edison viết một lá thư. Lá thư ấy đã được bà mẹ sau khi mở ra đọc thì mắt đã ngấn lệ. Bà đọc to cho đứa con mình nghe rằng trường học này quá bé, tất cả thầy cô giáo ở đây không đủ tài năng để chỉ dạy cho con của bà là một thiên tài nữa. Xin hãy để cho nó tự dạy chính mình. Nhưng kính thưa quý vị, rất nhiều năm sau, khi bà mẹ của Thomas Edison qua đời trong một cái học bàn nhỏ, khi ông đã trở thành một nhà khoa học lỗi lạc và vô tình lôi ra dưới học bàn đó cũng là lá thư năm xưa. Nhưng ở đó người thầy đã viết: con bà là một người đần độn, ở đây không có thầy cô nào dạy được nó, chúng tôi không thể chấp nhận cho đứa bé này tới trường của chúng tôi nữa, xin lỗi bà. Đó là một người mẹ vĩ đại, dám đặt một niềm tin lớn vào đứa con của mình, và đứa con ấy đã không phụ lòng bà. Chúng ta đã từng nghe và biết về Bill Gates, một tỷ phú bậc nhất nhì thế giới. Mẹ của Bill Gates đã từng nói một câu mà khiến cho 6 tháng sau câu nói đó bà qua đời, và nó đã trở thành máu xương sự sống của Bill Gates. Bà nói rằng nếu ta nhận được nhiều điều từ cuộc sống này, con hãy cố gắng cho đi. Một người giàu có nhất nhì hành tinh, và câu nói đó đã đi vào máu xương của ông, và ông đúng trở thành một nhà từ thiện, một người có nhân cách lỗi lạc và cho đi rất nhiều, xứng đáng với những gì ông nhận lại. Đó, một người con lớn là bởi vì có một người mẹ có tâm hồn lớn. Marie Curie sinh năm 1859-1906 là nhà vật lý nổi tiếng người Pháp, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Paris, là người tiên phong trong lĩnh vực tinh thể học, từ tính và hiện tượng áp điện cũng như là hiện tượng phóng xạ. Ông đã từng được giải thưởng Nobel về vật lý học năm 1903. Ông từ thời thiếu thơ rất là sợ hãi đến trường. Mẹ ông đã hiểu, đã thương, cho nên đích thân mẹ ông đã mua sách giáo khoa tiểu học về dạy, và cấp 2 là để cho anh hai của ông dạy. Và mẹ ông đã thuê giáo sư chuyên môn kèm môn toán khi phát hiện ông có cái năng lực toán học rất tốt. Và từ đó không đi đến trường học, nhưng ông đã tốt nghiệp tú tài rồi lên đại học và trở thành một nhà khoa học lỗi lạc về vật lý. Đó là bởi vì có một người mẹ thấu hiểu được những nỗi lòng của đứa con. Ngày xưa mẹ của Mạnh Tử đã hơn 3 lần dời nhà. Lần thứ nhất, thấy đứa con bà hay chạy ra mùa mã để chơi, bà nói: nhà ta ở gần nghĩa địa, đây là một nơi u ám, không thích hợp giáo dục cho con ta. Giờ đến nơi đông người, thấy đứa con của mình tiếp xúc với những người mua gian bán lận ngoài chợ, bà nói đây là chốn thị phi, không thích hợp cho đứa con của ta. Và cuối cùng giờ đến cái nơi trường học, bà mới thấy đứa con của bà mới tiếp xúc được với nhân vật thiện hữu tri thức, biết học về nghi lễ, kính trên nhường dưới, bà nói đây đích thực là nơi mà con ta cần. Và Mạnh Tử sau này đã trở thành một bậc thánh á, như là người ta đã từng công nhận, trong cái vai của một người mẹ đã là một người thầy đầu tiên vĩ đại cho đứa con mình, mẹ của Mạnh Tử. Lướt qua những câu chuyện
của những vĩ nhân để ta thấy sau những vĩ nhân là những người phụ nữ trong vai của những người mẹ vĩ đại. Người mẹ, thiên nhiên này đã cho người mẹ một cái cấu trúc cơ thể để tạo ra một mạng sống, nuôi dưỡng ôm ấp mạng sống. Và hơn nữa là có một cái tác động sâu sắc, đặc biệt ấn tượng nhất về tình thương, về trí tuệ cho cái mạng sống ấy đầu đời. Người ta có thể nói tôi không có cha, nhưng chưa bao giờ một ai có thể dám nói rằng tôi không có mẹ. Ví dụ như con chưa bao giờ gọi hai tiếng cha ơi, chưa thấy mặt cha mình thế nào, nhưng con chưa bao giờ cảm nhận rằng mình thiếu tình thương và thiếu vấn đi một cái gì mà người thường họ có. Con chưa bao giờ hỏi mẹ con là ba con đâu, và mẹ con chưa bao giờ để cho con cảm giác thiếu thốn tình thương. Mẹ vừa là mẹ mà mẹ cũng vừa là cha. Con cảm thấy hạnh phúc và vừa lòng với những gì cuộc sống của con mà mẹ con cho con. Kính thưa quý vị, đó là ngày của mẹ, một phần trong ngày của phụ nữ. Nhân đây con kính tri ân đến má, là người mẹ đã cho con sự sống, đã ở một mình để con tiếp tục trên cái lý tưởng tìm đạo giải thoát, độ hóa chúng sinh. Con kính nhân ngày này tri ân và kính chúc má đạo tâm kiên cố, vững chãi tu tập, có niềm vui sống, hành trì hàng ngày, và nhất là giữ sức khỏe để nơi xa con được yên lòng mà tu học. A Di Đà Phật. Và con cũng không quên kính chúc đến tất cả những người làm mẹ trên thế gian được hạnh phúc, được sức khỏe, được vững tỉnh tính, niềm tin với tam bảo, gặp tiền hữu tri thức, được dẫn dắt tu tập. Và cái vai trò đặc biệt cao cả thứ hai của người phụ nữ đó là, kính thưa quý vị, người vợ. Đây là cái nhìn, cái cảm nhận một cách khách quan, không phải là trên cái phân biệt về giới tính, mà trên cái quyền của con người. Và phụ nữ là một con người cần được nhận ra cái quyền mà họ cống hiến. Những sự việc rất là thường nhật hàng ngày của một người được gọi là vợ trong gia đình, nó nên được nhận ra, nên được trân trọng. Không ai trên đời mà sẵn sàng làm một người được gọi là vợ mình, để cơm nước, bệnh tật, ăn uống, chăm sóc từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, từ trong cho đến ngoài, đối nội đến ngoài, và còn sinh con đẻ cái. Giữa hàng triệu tỷ người chỉ có một người duy nhất đó thôi, thì người duy nhất đó xứng đáng cho mình dùng cái hành động, dùng cái thái độ nhẹ nhàng nhất để đối đãi. Cho nên nếu đó là một người đàn ông tốt, một người chồng tử tế, thì tuyệt đối không nên nhẹ nhàng với đàn bà công cộng hơn là nhẹ nhàng với vợ mình ở nhà. Thường thì khi yêu thương nhau ngọt ngào bao nhiêu, khi người ta về làm vợ mình thì họ thường bị xem thường bấy nhiêu. Đó là lý do vì sao người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nó đúng cái câu đó cho những người đàn ông, những người chồng không tử tế, không thương hiểu cái sự hy sinh của vợ mình mà thôi. Cho nên cũng đừng có trách, đừng có giận, đừng có chê những người phụ nữ mà trở nên cáu ghét, khó chịu, những người mà được mệnh danh là sư tử Hà Đông. Họ đã quá bộn bề, mệt mỏi, chật vật, lo lắng, đủ thứ việc. Họ đã hy sinh cái sắc đẹp, cái sở thích cá nhân. Họ đã hy sinh cả mẹ, cha, gia đình bên họ. Và họ ra đi khỏi cái tổ ấm mà trước đó mẹ cha họ thương yêu. Tức là họ mất đi cái nơi nương tựa của chính mình. Và họ tình nguyện một cách miễn phí để đi chăm sóc, yêu thương, dành trọn cái sự có mặt của kiếp người họ cho một người khác. Đó là người chồng. Khi cha mẹ thương yêu của họ không còn chăm sóc cho họ nữa, thì lúc đó cái chứng minh nhân dân duy nhất của họ đó là người chồng họ nương tựa. Mà người chồng còn hắt hủi thì họ giống như là người mồ côi, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Nên nếu người chồng mà hiểu được cái sự hy sinh này của người vợ, không nên dùng những cái lời mai mỉa khó chịu, không nên tính công kể việc với chính cái người mà cả đời họ hy sinh cho mình. Họ, những người vợ hy sinh như thế nào quý vị? Đối với ở trong nhà, một cái chén, một cái chén mà nếu như người vợ mà lỡ làm bể cái chén thì đó là bất cẩn, sơ ý. Mà nếu người chồng mà lỡ làm bể thì trách nhiệm lại đổ cho người vợ là đồ hết hạn, đồ dởm.
đùa giả. Nếu là người chồng trí tuệ thì mình thấy cái việc đổ thừa này á rất là tội nghiệp cho người vợ ở nhà của mình. Bởi vì mình đã không bỏ thời gian chăm sóc những thứ đó, nhưng khi mình đụng tới nó đã hết hạn thì mình nên biết rằng do mình chưa từng dùng, bây giờ mình nói hết hạn sử dụng thì câu này hơi tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Mình chưa từng dùng đến nó mà bây giờ mình nói nó là hết hạn dùng, rồi mình đổ thừa trách nhiệm. Tại sao mình không nghĩ rằng mình đã không đụng tay đụng chân dùng đến nó? Cũng là cái chén đó, nhưng mà cái chén dưa thì mình nói là do người vợ ở nhà không sạch sẽ. Cho nên ta nói từ cái chén, tất cả những cái đồ dùng ở trong nhà mà không sạch sẽ là mình cứ nghĩ à, một người vợ không chu đáo, không đảm đang. Cho nên đổ thừa luôn từ cái việc nhà, đồ dùng trong nhà cho đến cái vai trò của người mẹ, người bà là con hư là tại mẹ, cháu hư tại bà. Và ở trong nhà mà thiếu một cái đồ dùng gì, ví dụ như một cái chén, thiếu một cái chén thì nói là do vợ không biết mua sắm. Bữa cơm mà không đủ món ăn thì nói là người vợ không biết nấu ăn, không quan tâm đến khẩu vị của chồng, của gia đình. Khi mà kinh tế gia đình thiếu hụt thì nói người vợ phung phí tiêu hoa. Có vẻ giống như là những cái sự việc, những cái đồ đạc ở trong nhà, cái gì nó dở, nó tệ, nó hư, nó nát thường là do người vợ. Cho nên một người chồng khi mà nhìn những cái đồ dùng trong nhà, biết nó cũ, nó hư, nó nát á, thì không nên mở lời chê trách mà đổ trách nhiệm lên cho người vợ của mình. Thứ hai, đối với công việc, thấy người chồng mà đi về, đi làm về muộn á, à thì đó là người chồng hết lòng với trách nhiệm công việc. Nhưng nếu là người vợ đi về muộn á thì nói là người vợ không có biết lo việc nhà. Khi mà xong công việc đi trên đường về, chồng thì thong thả lái xe trên đường, nhìn đông liếc tay cô nàng cô kia thưởng thức, đầu thì rỗng rang giống như được giải lao. Còn vợ thì đua xe thật nhanh, tâm thì đã nghĩ tới nấu ăn cái gì, mắt thì liếc đông liếc tây mua cái gì. Chưa bao giờ mà trong tâm người vợ một khoảnh khắc được gọi là giải lao, nghỉ ngơi hết, dù là đi xe trên đường. Khi về tới nhà thì người vợ tay bồng tay bế lao vào bếp nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Còn người chồng thì có thể dẫn con đi chơi thông thả, tiếp tục giải lao. Nếu mà người chồng mà nỗ lực vì công việc mà còn cố gắng thì đó là một người chồng có trách nhiệm, có tình thương yêu với gia đình. Nhưng nếu mà người vợ mệt mỏi mà còn cố gắng nỗ lực á, thì nói là diễn vai, thì nói là giả vờ, thì nói là nũng nịu. Sáng sớm thức dậy, người chồng còn có thời gian để mở phim coi, bật tivi lên mà nhâm nhi ly trà, rồi nhìn đồng hồ đúng giờ đi làm. Còn người vợ thì thổng thời gian như vàng, liếc đồng hồ liên tục, không những chuẩn bị thức ăn cho chồng, cặp sách cho con, mà đủ thứ việc dọn dẹp, nấu nướng này kia, đầu tắt mặt tối. Chỉ một cái thời gian sáng thức dậy thôi là thấy được cái sự bận bịu nhộn nhịp, vất vả của người vợ, và thấy được cái sự thông thả, nhẹ nhàng, rảnh rỗi của người chồng khi một ngày mới bắt đầu. Về ăn bẩn thì khi người vợ mà không biết chăm sóc bản thân mình trau chuốt, quần là áo lụa thì nói người vợ xấu xí, ăn bẩn dơ giấy, xề xòa, không có tôn trọng người chồng. Nhưng khi người chồng mà ăn bẩn lôi thôi xuống cấp thì chồng hoặc là người khác đổ thừa, mày không có người vợ biết chăm sóc, là vợ không biết chăm sóc chồng. Khi thời gian rảnh của mỗi người mà chồng đi nhậu với bạn bè thì nói là đi giao lưu, nhưng khi vợ đi giao tế với bạn bè thì nói đi đàn đím. Khi người chồng mà làm việc mệt á thì được gọi là nghỉ ngơi, nhưng vợ mà nghỉ ngơi một chút á thì nói là lười nhác, trốn việc, nũng nịu, làm giá. Khi người chồng mà đang nhậu vợ gọi về thì nói vợ là mất mặt chồng. Nhưng khi mà người chồng đợi người vợ á, nó là vợ lề mề, lê thết. Khi mà vợ chồng về nhà chồng thì chồng giống như là thượng đế. Khi mà vợ chồng về nhà vợ thì chồng giống như là khách quý. Kính thưa quý vị, nói như vậy không phải để phân biệt đối xử bất bình đẳng nam nữ, mà là để cho thấy được những việc mà người chồng làm được người vợ không làm được, và những việc người vợ làm được người chồng không làm được.
thì mình nhìn nhận ra cái giá trị đóng góp của người vợ, để mình thấy được cái công lao to lớn, cái sự hy sinh thiêng liêng của họ, để mà người chồng nên trân quý, tri ân. Mỗi ngày mình sống như một con người mà họ sẵn lòng hy sinh với mình, từ trong đến ngoài, từ trước đến sau, từ nội đến ngoài. Và những lời nặng nề, trách móc, than phiền, phán xét không nên một cách vô ý tứ, vô tình, vô tâm, mà đôi khi nó là do mình không biết, vô minh, đã làm cho cái người thương mình tổn thương, mà cái người mà họ tới để trả ân cho mình. Một người vợ là tài sản lớn nhất của một người đàn ông. Một người đàn ông có thể có tiền, có bạc, có địa vị, nhưng không bằng có một người vợ tốt. Cho nên có thể mất tiền, mất bạc, mất địa vị, nhưng đừng để mất cái người vợ thương yêu bên cạnh mình suốt đời. Vì chữ vợ với chữ nợ nó chỉ cách nhau một chữ V với chữ N. Nếu không từng nợ sẽ không làm vợ. Họ không nợ mình kiếp trước, kiếp này họ không làm vợ mình. Cho nên làm vợ của một người là bởi vì mình đã từng nợ họ. Nếu một người đã tới đây trả nợ mình, thì người nhận cái món ân tình đó, một cách đền đáp đó, thì mình nếu là một người đàn ông trượng phu quân tử, chí tình chí nghĩa, có tấm lòng, thì nên trân quý và tri ân. Thì nhân ngày đặc biệt quốc tế phụ nữ, có đôi lời để nhắn nhủ đến tất cả những người làm con và làm chồng, những người mà có mẹ, có người vợ, thì đó là những con người hạnh phúc nhất trần gian. Và sự thành công của một người đàn ông là một người con trai hay của một người chồng luôn là có một sự âm thầm hy sinh lớn lao của một người mẹ vĩ đại và của một người vợ đảm đang. Và sự trưởng thành, sự thành công ấy chắc chắn không phải là của riêng người con trai hay của riêng người chồng nào cả, mà đó là sự thành công của cả hai. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát kính chia sẻ đến quý vị.